Đây cũng không phải là, khẳng định một lần nữa, đây không phải là cái MV đầu tiên em làm là MV nghệ thuật. Có nghĩa rằng là thời gian gần đây thì đúng là trời cũng thương, tổ cũng thương thật. Và quan trọng nhất là con người thương em. Đấy, chính vì thế nên là mọi thứ nó cũng có những cái điều mà nó đại chúng ngoài sức tưởng tượng của em. Cái đấy là cái điều mà mọi người thương em mà em có thôi, chứ em cũng chẳng phải là tài năng gì mà làm được điều đấy. Vâng. Nhưng mà cái chuyện mà thì thực ra nó vẫn là tại sao ngày hôm nay lại là ở nhà? Tại sao, đúng không ạ? Tại vì sân khấu là lãnh địa, là linh hồn, là cái nơi thiêng liêng vô cùng của một người nghệ sĩ. Và em muốn rằng là cái ca khúc này, cái thời điểm mà bé được ra mắt thì bé sẽ được ra mắt ở đây. Vâng, tại sao gọi là bé? Bởi vì mới được ra mắt thôi. Và có thể trưởng thành và lớn được hay không thì là nhờ công mọi người. Và em vẫn mong muốn rằng là mọi người sẽ nuôi dưỡng bé để bé có thể trưởng thành hơn nữa, vững vàng hơn nữa ở trong đoạn đường sắp tới. Và đấy là một cái điều mà em xin được nhờ mọi người. Ấy. Còn cái phần ạt thì thực sự là em nghĩ rằng là nó cũng là một phần con người trong em. Bây giờ mình sẽ nói sâu vào hơn cái nội dung của MV đây. Tại sao lại là một phần con người trong em? Có những lúc mà em không biết là mọi người có giống như em không, mọi người sẽ có những lúc thật là vui nhộn, thật là muốn làm cho cả một cộng đồng xung quanh mình thật là tích cực, thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều những điều vui vẻ và cười suốt ngày. Nhưng có bao giờ một lúc nào đấy vào đêm khuya, xong rồi trăn trở lại tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời của mình thì mình bỗng dưng trở thành một con người khác không ạ? Em nghĩ là có đấy. Và ai cũng có đấy. Và em cũng thế thôi. Và thực sự là em cho đến bây giờ, cái điều mà diễn ra ở bề ngoài ấy, mà mọi người nhìn thấy, thực sự nó không phải là không quan trọng, nhưng nó không phải là quan trọng nhất nữa. Mà điều quan trọng nhất là một sự hòa hợp giữa cái bên ngoài em có và cái sự thỏa mãn ở đằng sau, sâu sâu ở trong tâm hồn của em, ở trong linh hồn của em. Cái điều bên ngoài em có và cái nội tâm của em thực sự nó phải hòa làm một, thì đó mới là lúc em cảm thấy bình an và hạnh phúc nhất. Thì đó mới là lúc mà em thịnh vượng, không bởi người khác nói hay đánh giá, mà em thịnh vượng từ chính bên trong em. Và cái điều đó sẽ toát ra, những năng lượng đó sẽ toát ra, khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp, mọi người cảm thấy dễ chịu, chứ mọi người sẽ không còn cảm giác dè chừng. Thì đấy là điều mà em đang muốn hoàn thiện mình để trở nên như vậy. Và đấy là lý do mà có thể anh thấy rằng là khi cái ca khúc này nó quay trở lại vào phía sâu nội tâm, thì không có nghĩa rằng là em phủ nhận tất cả những điều mà em đã làm với Gieo Khỏe và Siêu Tình. Nó cũng là con em, cũng là từ tâm hồn của em. Và ngày hôm nay Đánh Đố cũng là con em, cũng là từ tâm hồn của em. Và em muốn cho mọi người biết rằng cô Linh là thế đấy. Có lúc cô ấy thế này, có lúc cô ấy thế kia. Cô ấy cũng giống mình. Và cô muốn bày tỏ những cảm xúc đấy để mà chính mình đây cũng không cảm thấy rằng mình cô độc trên đời này. Bởi vì cô ấy cũng có bất ổn, mình cũng có bất ổn. Và chúng mình trên hành trình mà làm người thì chúng mình có những người bạn. À, cô Linh có thể làm bạn được với mình. Em muốn điều đấy. Và em cảm ơn anh bởi vì đã có một câu hỏi rất là hay để em nói ra được cái điều mà em muốn nói ngày hôm nay. Trước tiên là cái câu mà mọi người về, mọi người bắt đầu nghe lời rõ. Cái lời bài hát nó nằm ở phía sau cái thông cáo báo chí, mọi người có thể đọc bây giờ luôn. Và mọi người có thể nâng lên đọc để em vừa nói, mọi người sẽ vừa hiểu luôn. Đó chính là cái đầu tiên á, cái đầu tiên là đường nào mới tới. Của một cô gái vào khoảng tầm 16 đến 20 mấy tuổi thôi. Cái cuộc đời mới diễn ra, mới vào đời và không biết là đường nào mới tới. Còn đến cái khúc chị Lam hát thì là anh yêu em thì anh phải yêu cả cái sự thất thường và bất thường của em. Là cái giai đoạn tiếp theo của một người phụ nữ. Và cái người đàn ông này là người đàn ông Tùng Dương đứng giữa và không biết rằng là thực sự cô ấy lúc nào mới chính là cô ấy. Cái sự đánh đố này nó diễn ra ở đây, nó là như vậy. Và từng cái lời ca, từng tất cả mọi thứ thì cái MV này là giải quyết cho cái câu nói là đánh đố hay không. Nó không đánh đố nếu chúng ta luôn dịu dàng với nhau. Nó sẽ không là đánh đố. Bởi vì sẽ có những thứ mà chúng ta không thể hiểu thấu được. Và nếu chúng ta cứ cố tình muốn hiểu thấu nó thì có thể nó lại trở thành một phản ứng ngược.
và chúng ta không cần quá hiểu thấu nó, chỉ biết rằng là nếu nó đang bất ổn, chúng mình cũng sẽ đối xử bằng sự dịu dàng. Nếu nó đang dịu dàng thì đương nhiên chúng mình có gì đâu mà phải đối xử với nó bằng sự bất ổn. Cho nên tất cả mọi thứ nếu dịu dàng với nhau, chia sẻ cùng nhau, có sai, có đúng, có chưa phải, có chưa hay, thì chúng mình cùng dịu dàng ngồi nói chuyện với nhau, thì em nghĩ đó là một giải pháp tốt nhất. Và cái MV này, cái khúc cuối nó là như vậy. Tất cả mọi người ban đầu đều mặc đồ đen, đúng không ạ? Tại vì mọi người chưa tìm ra được và mọi người chưa thực sự hiểu chính bản thân mình. Và khi chưa hiểu chính bản thân mình thì trong tất cả mọi thứ thì mọi người thường bảo là nếu mà muốn được cái này, được cái kia thì phải đắc nhân tâm, phải hiểu người khác, phải thế này, phải thế kia, phải hiểu người đối diện là như thế nào. Nhưng mọi người đã thực sự hiểu chính bản thân mình chưa? Thì cái MV này nó quay lại là câu hỏi như vậy. Thực sự cô Hoàng Thúy Linh này đã hiểu chính bản thân mình chưa? Bởi vì nếu không hiểu chính mình thì không dám làm cái gì cả, cũng chẳng có một sự tự tin gì cả, và khoác trên mình một lớp áo đen. Mà mặc dù bên trong mình có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều những điều hay ho. Và đấy là cái quá trình MV diễn ra, khi dần dần những nhân vật ở trong MV tìm được chính bản thân mình, hiểu được chính bản thân mình, và gì? Trân trọng sự khác biệt của chính mình. Biết trân trọng sự khác biệt của chính mình rồi sau đó sẽ trân trọng sự khác biệt của người đối diện. Và đến đoạn cuối MV là không phải là chị Lam mệnh thổ là tìm ra màu vàng của chị Lam, không phải anh Dương mệnh thủy thì tìm ra màu xanh của anh Dương, không phải cô Linh mệnh mộc mà cô tìm ra màu xanh lá cây của cô ấy, mà đến đoạn cuối thì tất cả mọi người cùng hòa chung vào tất cả màu sắc của nhau. Thì Linh nghĩ rằng trên cả việc hiểu bản thân mình để tự tin rồi, thì cái việc hòa chung màu sắc của nhau nó còn ở trạng thái cao hơn nữa, đó chính là khi biết chấp nhận mình, chấp nhận người, thì mới hiểu rằng là con người ai cũng có yếu điểm, ai cũng có ưu điểm, và rõ ràng là mình không phải người giỏi nhất. Mỗi người sẽ giỏi ở một điều, và đấy là lý do vì sao mà Linh sẽ không bao giờ muốn và cô độc trên con đường này, bởi vì tất cả những người ngồi cạnh Linh đây họ đều có những điều vô cùng đặc biệt. Không phải là Linh hay họ không có điểm yếu, nhưng mà bọn mình biết nhìn vào nhau, bọn mình biết hỗ trợ nhau, bọn mình sẽ tạo thành một cái trụ vững chắc. Và nếu như tất cả chúng ta ở trong thế giới này còn chưa vững chắc, chưa đoàn kết, chưa yêu thương nhau, thì làm sao vươn xa hơn được ra nước ngoài và ra thế giới, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta ở đây, chúng ta thương nhau đã, chúng ta bảo ban nhau, và chúng ta tạo ra những điều đặc biệt ở chính nơi mà chúng ta sống đã, thì chuyện, tất cả mọi chuyện nó không còn là đánh đố nữa. Và tương lai mọi người biết đến âm nhạc Việt Nam nhiều hơn sẽ rất gần. Linh tin là như vậy.